Chào các bạn. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái tình hình về nền kinh tế Mỹ phải dùng đến cái công cụ một cái tin mới khi mà Fed họp và đã đưa ra cái tăng lãi suất thì cũng là một cái tín hiệu để phản ánh cái nền kinh tế. Nói chung là một cái câu chuyện là Mỹ hát hơi thì sẽ ảnh hưởng đến các cái nền kinh tế khác trên thế giới như thế nào. Và buổi sáng hôm nay thì cũng là Quốc hội Việt Nam họp và đã thông qua cái bấm nút thông qua cái đầu tư của đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và đường vành đai 4 của thành phố Hà Nội. Thì những cái thông tin đấy sẽ ảnh hưởng đến như thế nào với các quyết định đầu tư của chúng ta với các cái lĩnh vực và một lĩnh vực cái kênh đầu tư và nói riêng và nói chung vào cái kênh bất động sản nói riêng. Lĩnh vực nói chung thì chúng ta cũng sẽ có kinh doanh này, vàng, chứng khoán này, crypto hay bất động sản. Thì bây giờ cái chúng ta hãy chia sẻ với nhau một cái kênh, một cái những cái thông tin nó sẽ ảnh hưởng như nào đến chúng ta. Vì mình cũng nhận được rất là nhiều thông tin rằng là anh em cũng inbox là xem thời điểm này thì có đầu tư có hợp lý không, vào ra như thế nào với dự án bất động sản Ocean Park 2 tại Vin hoặc các cái dự án khác trên tại Phú Quốc, tại Sài Gòn. Thì ok, chúng ta sẽ thấy rằng là một số các thông tin thì sẽ được bởi các chuyên gia kinh tế phân tích và nhận định. Các bạn đôi khi là cũng cũng không có thời gian xem cả một cái buổi livestream cái thứ đấy thì hoặc là trong các cái diễn giả thì nó sẽ mất nhiều thời gian của bạn. Thì mình sẽ ghép một số cái hình ảnh và chúng ta cùng phân tích và chúng ta nhìn nhận đánh giá. Thì câu chuyện thì đâu thì đúng, chúng ta cũng vẫn luôn nhìn thấy nhờ cái ảnh hưởng của Covid ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới. Và dĩ nhiên là cái sự kiện nó không phải tự nhiên hôm nay mà Fed nước Mỹ phải dùng đến công cụ điều hành Fed là Cục Dự trữ Liên bang thì là cũng đưa ra một cái tăng lãi suất. Thì đương nhiên là trong 2 năm về nền kinh tế vừa rồi là Mỹ và cả thế giới thì là cũng sẽ ảnh hưởng bởi Covid rồi. Và đến bây giờ thì mới thấy rằng là các chính phủ đưa ra các chính sách tài khoá quản lý tiền tệ để thúc đẩy nền kinh tế sau sau Covid. Thì đến bây giờ thì lạm phát mà lạm phát thì họ có những công cụ điều hành nền kinh tế. Đấy. Thì chúng ta cũng sẽ nhìn nhận ra là như này. Kinh tế biến trong 2 năm vừa qua kinh tế biến động mạnh mẽ, chịu nhiều thiệt hại nặng nề, đứt gãy chuỗi cung ứng. Cái điều này thì nó ảnh hưởng và chúng ta cũng đã ngấm rồi. Chẳng hạn như là xe VinFast hoặc một số các điều đâu đó là chuỗi logistics chúng ta xuất nhập khẩu nó rất là khó khăn đúng không? Giá bị tăng cao. Đứt gián đoạn chuỗi cung ứng này, sản xuất kinh doanh đình trệ mọi mặt này, nhu cầu suy giảm nghiêm trọng. Họ gần như là giữ tiền hoặc các cái gì nó rất là cảnh giác. IMF tính toán nền kinh tế kinh tế giảm từ âm 5 đến âm 4%. Trung Quốc là một cái quốc gia mà cũng cũng đâu đó cái cầu của nền kinh tế Trung Quốc, cái sức mua của nền kinh tế Trung Quốc là rất là lớn. Tesla cũng phải sang cũng mở nhà máy tại Trung Quốc này. Apple cũng mở nhà máy Trung Quốc này, xếp ở đây Samsung nữa. Đâu đó thị trường thì đều Mỹ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ Trung thì không có hồi kết vì Trung Quốc cũng là một quốc gia đông dân nhất thế giới. Đấy này, mọi cái sản phẩm mọi cái thương mại đều muốn hướng về một đất nước có cái sức cầu tiêu dùng cực kỳ lớn. Thế và các thị trường lớn đóng băng. Mới đây nhất thì chúng ta cũng sẽ thấy là cuộc chiến tranh quân sự Nga Ukraine thì đâu đó là cũng nghĩ rằng là sẽ chiến tranh sẽ kết thúc sớm nhưng mà đâu thì chúng ta cũng sẽ nhìn nhận rằng là vẫn kéo dài và cái này nó là chiến sự giữa NATO và Nga. Bài toán này chiến tranh thì thôi chúng ta tham gia ít nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là gì, nó bị ảnh hưởng cái gì. Thị trường chứng khoán toàn cầu rực đỏ với biên độ giảm 2-3%. Giá nhiên liệu nhảy múa điên rồ, giá dầu vượt ngưỡng 200 đô một thùng, chưa có dấu hiệu dừng lại. Việt Nam thì chắc là bây giờ mà nói một lít thì chắc là nói nửa lít thì nó ít rồi chứ ba mấy nghìn lít, đúng không? Giá khí đốt tự nhiên tăng 62%, giá nhôm đạt kỷ lục 3.449 USD một tấn, tăng từ 21% từ đầu năm tới nay. Giá lương thực điển hình là các loại cơ bản như lúa mì châu Âu đã cán mốc 344 euro, tầm quy đổi là 389 USD một tấn. Giá Liken cao nhất trong một thập kỷ gần đây, đạt mốc 25.610 USD tấn. Thị trường bất động sản thì tăng trưởng tốt trong năm 2022. Vấn đề là không phải là mỗi Việt Nam nhé, hoặc là chúng ta nhìn vào một Vin bất động sản Vinhome cũng phải.
thị trường bất động sản trên toàn thế giới và tại Việt Nam vẫn có sự tăng trưởng ngoạn mục. Thị trường bất động sản duy trì tốc độ tăng trưởng 15% năm. Đánh giá về tình hình thị trường bất động sản Việt Nam, Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho biết trong các ngành kinh doanh dịch vụ nhìn chung gặp nhiều rủi ro, bất động sản Việt Nam vẫn là thị trường thu hút dòng tiền đáng kể. Nhiều chủ đầu tư vẫn cho ra mắt các dự án mới trong thời kỳ kinh tế biến động không ngừng. Nhu cầu bất động sản vẫn tăng đều trong các năm vừa qua. Thì chúng ta cũng sẽ thấy là những cái tín hiệu tích cực. Đâu đó thì cái thị trường chẳng hạn như chứng khoán này ở tại Việt Nam thì thôi vừa rồi cũng có những cái sự kiện như Tân Hoàng Minh hay là MLC phát hành trái phiếu, cái đấy thì cũng làm thị trường Việt Nam. Nhưng ở thị trường nước ngoài thì thị trường chứng khoán thì họ có đỏ lửa chăng nữa thì họ vỗ tay là nền kinh tế thị trường, họ vỗ tay hai bàn tay, họ vẫn có cái nghiệp vụ là đánh đánh quyền chọn option ấy, hoặc là cái thị trường crypto cũng vậy, họ đánh quyền chọn cứ nhận đúng định đúng thì họ vẫn kiếm được tiền. Ở Việt Nam thì đôi khi thì cái thị trường cũng chưa được hoàn hảo, thế nhưng mà chúng ta vẫn thấy là các cái kênh, mình thì mình muốn rằng là các kênh đi đều nhau, nó lưu thông tiền tệ lưu thông nhau, vẫn kích thích cũng nhiều cái, mình mong muốn nó là như vậy. Thế còn đâu đó thì thị trường bất động sản thì chúng ta sẽ thấy là cái tính pháp lý, đâu bàn về bất động sản thì cũng phải bàn về pháp lý chủ đầu tư đúng không? Thì chính phủ Việt Nam cũng là kiểm soát chặt phân lô bán nền từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, nghị định 148 có hiệu lực, trong đó có các quy định về điều kiện phân lô bán nền dự án nhà ở được siết chặt, kích thích các chủ đầu tư tạo ra các dự án có tính giá trị sử dụng cao, đồng bộ về quy hoạch xây dựng. Đâu đó thì chúng ta cũng phát thấy rằng là thủ tướng phát đi những cái thông điệp, thủ tướng Phạm Minh Chính phát đi những thông điệp mà làm sao mà chúng ta không lấy những cái vị trí đẹp phân lô bán nền mà tạo ra giá trị lâu dài. Đấy, thì những cái chuyện mà phát đi thông điệp đấy thì cũng là muốn là những nhà đầu tư thật sự là có chất, đồng hành dài hạn chứ không phải chỉ là mục đích phân lô bán nền lướt sóng, không tạo giá trị thật. Thế và chúng ta cũng sẽ thấy một cái gói kích thích kinh tế vĩ mô ở Việt Nam thì gói 350.000 tỷ cũng được thông qua. Nhưng chính phủ cũng để đặt một cái tỷ trọng vốn rất lớn vào phát triển hạ tầng đấy, và cả chính sách tài khoá nữa, miễn giãn thuế, nộp thuế. Thế nhưng mà chúng ta sẽ thấy là khi mà cái lượng vốn mà đổ vào hạ tầng ấy thì bao giờ cũng kéo theo cái phát triển đô thị, và đâu đó thì chúng ta cũng đã nhìn thấy quá khứ là giá đất tăng cao khi mỗi một có một cái công trình giao thông hoặc hạ tầng giao thông được đẩy mạnh tăng phát triển đấy. Một số cái phần về lãi suất thì chúng ta cũng sẽ thấy là cũng có mấy kênh người ta gọi là nhàn hạ nhàn nhất thì đem tiền đi gửi ngân hàng, thế nhưng ở tại thời điểm này thì ngân hàng cũng là một đơn vị kinh doanh tiền tệ, họ cũng sẽ chọn những cái bài toán họ là thu hút tiền gửi và đi cho vay, thì họ cũng tìm những cái đơn vị mà vay sao cho nó có hiệu quả chứ cũng không phải đưa vào nhau ở nhảy nhóm, nên cái thẩm định về tài chính bây giờ thì cũng khác đấy. Chúng là qua những thời trường thời kỳ tăng trưởng xưởng nóng rồi các thứ bất động sản thì thật ra là cái sự kiểm soát dòng vốn hay là nhìn nhận với ngân hàng họ điều hành như thì chúng ta cũng sẽ thấy có những cái nét riêng. Nhưng mà lãi suất để mà một cái kênh tiền gửi ngân hàng thì không còn hấp dẫn nữa. Nhưng mà bên cạnh đó thì ngân hàng cũng rất chú trọng cái việc mà cho vay bất động sản uy tín và có thương hiệu. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở một cái bình diện chung nhìn các thông tin đấy thì chúng ta sẽ thấy là giá cả nguyên vật liệu leo thang này, đứt gãy nguồn cung ứng này, lạm phát tăng cao này, đúng không? Thật ra cái sự cung tiền và nền kinh tế thì cũng có cả mặt được, và để mà duy trì phát triển kinh tế thì bắt buộc phải cung tiền, đúng không? Và một số cái thì nó cũng có như kiểu uống thuốc bổ ấy, thì đến một thời điểm nào đó sẽ lạm phát, thì cũng có những chính sách nhất định về điều hành nền kinh tế. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy là các kênh đầu tư khác của gắn kết đến bây giờ thì là chứng khoán, crypto, vàng, bạc, dầu. Đấy, thì cũng tùy khẩu vị của mỗi người và cả kiến thức nữa thì mới đầu tư được những kênh đấy. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là những yếu tố này tăng lên thì đẩy cái chi phí xây dựng tăng, nguyên vật liệu đầu vào đúng không? Đâu đó kỳ họp vừa rồi cũng tăng cái lương cơ bản, thì cái chi phí xây dựng tăng cao này. Thì bây giờ là các cái nhà đầu tư khôn ngoan sành sỏi lựa chọn kênh đầu tư bất động sản là kênh đầu tư an toàn và trú ẩn cái dòng tiền an toàn. Đâu đó thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là mọi người cứ bảo tăng sao được, tăng tăng như nào, tăng vừa phải đúng không? Hoặc là ví dụ như Ocean Park 2 mở ra thì mọi người cứ bảo là giá làm sao tính 130. Thế nhưng mà thực tiễn thì đến giờ cái cơ cấu tính giá và các thức chủ đầu tư tuyên bố thì
là đi theo chuẩn quốc tế rồi, họ phân bổ cả cái chi phí thương hiệu và lập ra giá. Giá nó là cả một cái tiện ích chứ không đơn thuần là 1 mét vuông xây dựng hay 1 mét vuông đất. Thì và chúng ta cũng sẽ thấy là cả cái giá bất động sản trên thế giới cũng tăng chứ không phải là ở tại Việt Nam. Đấy thì chúng ta update những thông tin như vậy thì nó được có cái tính kiểm chứng của các cái lĩnh vực những công ty chuyên môn. Chúng ta sẽ nhìn thấy về bất động sản thế giới thì cái sự trong nước cũng vậy thôi, sự khan hiếm nguồn cung bất động sản, nhiều nhà đầu tư tập trung vào lĩnh vực này. Có đến 8-9% nhà đầu tư dự đoán khối lượng giao dịch bất động sản sẽ tăng trong năm 2022. Đây là những cái tổ chức thống kê có uy tín. Nhà đầu tư đánh giá tích cực về thị trường bất động sản châu Á năm 2022. Buổi sáng sớm nay lúc tầm khoảng 3-4 giờ sáng ấy thì là khi một cuộc họp của Fed sẽ diễn ra thì Fed đã quyết định tăng lãi suất với biên độ 0,75% điểm. Mức cao tăng cao nhất để từ kể từ năm 1994. Các bạn nhớ nhá, từ 1994. Đấy. Do vậy là chúng ta cũng sẽ thấy là những cái thông tin tín hiệu này để chúng ta quyết định cái thông tin đầu tư của chúng ta như thế nào, biện hộ cho những nhà đầu tư đã đi trước. Đấy. Thế thì chúng ta cũng sẽ thấy là bất động sản là kênh đầu tư trú ẩn an toàn, sinh lời cao, được nhiều nhà đầu tư lựa chọn trong tình hình kinh tế thế giới đầy biến động. Đấy. Hôm qua thì mình có qua một cái chỗ về lại chỗ Time City. Thì đúng là cái quán cà phê này cũng là một cái câu chuyện là rất là đáng bàn. Chỗ này tổng cái cho thuê bây giờ là 350 triệu. Dịch vụ tiện ích rất là nhiều. Nhưng ngày trước thì người ta cũng đi tắt đón đầu, và cái chỗ này nó cực kỳ, nếu mọi người mà cứ đi ra đây ấy, mọi người cảm thấy nó hoang vắng, nó buồn buồn. Nhưng mà đến bây giờ thì nó cực kỳ sôi động, một cả cà phê. Ở trong này cái chỗ này cái là ngõ ngõ 622 ấy, nếu mà ai ở Hà Nội về Time City các bạn qua đây, bạn sẽ thấy các dịch vụ tiện ích. Thế nhưng mà đây là một shop house đất 50 năm, nhưng mà đến bây giờ đi vào đây thì cái hiệu quả đầu tư rất là cao, nhưng mà phải nói là phải tầm nhìn tư duy nữa. Thế nên là chúng ta sẽ thấy trong những cái biến ấy xảy ra và cả cái hiện tượng lạm phát này, cái tăng mức lãi suất này, thì trước tình hình kinh tế thế giới bất ổn, các nguyên liệu đầu vào như dầu mỏ, khí đốt, kim loại đều tăng. Việc này khiến giá bất động sản nhiều nơi tăng cao do sự khan hiếm cùng nhu cầu trú ẩn an toàn qua lạm phát này. Dòng tiền đầu tư có xu hướng dịch chuyển, do đó một số kênh đầu tư có dấu hiệu hạ nhiệt, lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư giảm sút, do đó cần lựa chọn kênh đầu tư an toàn, bền vững mà vẫn hiệu quả. Kênh đầu tư bất động sản là kênh được lựa chọn nhiều nhất và đáng quan tâm nhất trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là các bất động sản các chủ đầu tư uy tín, có vị trí đắc địa, quy hoạch bài bản, tiềm năng sinh lời cao và ổn định. Đấy là những điều mà những nhà đầu tư tinh anh người ta đã và đang làm. Buổi sáng sớm nay thì cũng là họp Quốc hội, thì Quốc hội hôm nay bấm nút qua thông qua cái đây, các bạn sẽ thấy Quốc hội chính thức bấm nút thông qua dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội với 474 trên 477 nhiêu đại biểu tham tán thành, chiếm 95,18%. Đó là bấm nhầm tỷ lệ cao này. 474 trên 475 cao này. Đấy, đúng không? Chuẩn quá này, đúng không? Bác nào bấm 100% cho xong đi, bác này một cái một đến 95% đúng không? Đấy. Hai siêu dự án đường vành đai 161 tỷ 19 161 ui rồi số to này. Được Hội đồng Quốc hội thông qua. Ngày 16 tháng 6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 4 thủ đô Hà Nội và dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện thì chúng ta sẽ thấy là hai dự án tâm điểm Grand Park của trong Sài Gòn thì cũng vành đai 3 đi qua, bắc qua sông Đồng Nai. Như vậy thì cái sức hút đầu tư nó cực kỳ lớn. Chúng ta cứ đi nhìn từ Ocean Park 1 cũng thế thôi. Từ cái nút giao Cổ Linh và đến bây giờ là chúng ta thấy là khi mà cả cả nút xẻ khe cái xẻ cái đường từ cái nối giao thông từ đường đường 5B này xuống chỗ tòa nhà Techno Park ấy, thì giá đã được x bao nhiêu lần. Cũng có những video mình đã chia sẻ rồi. Thì cái đường vành đai 3,5 này tắt qua đây, bên này Đại An, bên này là Ocean Park 2, đúng không? Chúng ta nhìn thấy đường này đã hình thành rồi. Diện tích đang thi công cái này, đường thẳng băng đẹp lắm, to rồi, to rộng xuống, đèn 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 Noel, cây thông Noel đẹp lắm rồi. Ok, các bạn đi qua đây, chỗ này thì bên này thì mình chưa sang, nhưng bên này thì to lắm. Đấy. Thế còn vành đai 4 thì nó như thế này. Thế thì câu chuyện nó sẽ như này. Chúng ta nhìn vào trong quá khứ này, cái cầu vành đai 2, cái cầu Vĩnh Tuy này thì đã thúc đẩy cho cái giá bất động sản của Vinhomes Riverside.
Đấy thì các bạn sẽ thấy là bây giờ Vinhome Riverside nó tầm 300 triệu một mét. Có những căn cũng to lắm, 150 tỷ cơ. Thế nhưng mà cũng nhiều người mua chứ cũng không phải là chìm lắng gì, mà ở đây cũng là thành một giới tinh túy, giới nhà giàu đẳng cấp. À, sang đây thì cũng là đấy, thì cái câu chuyện là cũng có từ cái nút ra, các bạn nhìn thấy cái cầu Vĩnh Tuy nhá. Bây giờ cái chúng ta sẽ nhìn ở đây cái cầu Ngọc Hồi này, cái vành đai 3,5 này đi qua dự án này này. Đấy, qua dự án này đúng không? Đây 3,5 và cái đường vành đai 4 này đã được thông qua, và chúng ta nhìn đây nhá, nhìn ở trong dự án này này thì đây vành đai 3,5 đây, 3,5 đây, và vành đai 4 sẽ vòng từ đây vòng vòng ra ngoài này. Đấy, thì câu chuyện kích thích nền kinh tế hay hạ tầng giao thông vận tải thì đã được chứng minh rồi, hoặc là kể cả quản lý địa giới hành chính nữa, như chẳng hạn như Gia Lâm lên quận hay là ngày xưa Hoàng Mai lên quận thì lịch sử đã chứng minh rồi. À, chúng ta sẽ thấy là à chúng ta cũng phải tiên lượng, cũng phải chờ, hoặc là như tuyến metro số 8 thì bây giờ ai cũng sẽ bảo là ồ thế này còn lâu, nhưng mà bản chất cái bạn mà bạn đã sang đây mà ích được tài sản ấy thì cái nút giao cổ linh của bạn ấy lúc đấy nó cũng chưa có, bạn ấy đang đem tiền sang châu quỳ cơ. Đấy, thế thì chúng ta cũng sẽ nhìn nhận như vậy, và tại thời điểm ấy cũng phải giải thích, cũng phải như này quyết đoán lên, cũng phải như này này. Đấy thì bây giờ câu chuyện cũng vậy. Mỗi một dự án nó có một cái thông tin khác nhau, cái địa địa thế địa điểm rồi bối cảnh kinh tế chính trị xã hội đúng không, vi mô vĩ mô, bác nào cầm quyền các tứ trụ triều đình ra sao đúng không, thì, hoặc thậm chí hôm nay tự nhiên cái tin sốt dẻo là tự nhiên là ông Mỹ ông còn phải tăng lãi suất đúng không, thì chúng ta phải nhìn cả một cái lộ trình, người ta phải tiên lượng trước cái đấy rồi đúng không. Thì đến bây giờ mình thấy là hai cái tin này để cho một cái biện hộ rằng là chúng ta có ra quyết định đầu tư hay không. À, thì những cái điều đấy để chia sẻ rằng là à ngược lại, bật ngược lại chúng ta sẽ thấy rằng là à không đầu tư thì đầu tư cái gì, vì để tiền cũng đã bị lạm phát, để tiền cũng bị toang đúng không. Và chúng ta cũng sẽ thấy một cái đại đô thị đâu đó thì cái khuôn mẫu bây giờ ở Ocean Park này giống như Ocean Park 1 ấy, thì cũng là all in one và chứng minh minh chứng được là cái sự tăng trưởng gia tăng. Chúng ta đều nói bảo ở sao không tăng không giảm, mà có những cung biên độ sẽ giảm và có những lúc sẽ thuận. Chẳng hạn bạn nhìn đây, bạn nhìn thấy cái đường vành đai, cái nút giao Cổ Linh này. Đợt đấy người ta hay nói đùa, các chị môi giới hay nói đùa lúc sang đây khảo sát ấy thì là nếu mà có đồ đồ đẹp, đồ fake, đồ thẩm mỹ ấy, thì có khi rơi hết cả đúng không. Nên bây giờ đường nó đẹp như này ít rồi, các chị sang đây là đang mong những cái spa rất là to rất là đẹp đấy. Và chúng ta sẽ nhìn thấy một câu chuyện cũng đâu đó là cái nền kinh tế đêm. Vấn đề là vẫn phải hút hút được cái những chủ đầu tư mong muốn luôn luôn là những người đầu tư chân chính dài hạn, và thật sự là cư dân mong muốn một nơi ở, một nơi an cư, trốn đi về và một nơi hạnh phúc ngập tràn. Thế thì chứ chủ đầu tư cũng tất cả các chính sách bán hàng không đưa ra để khuyến khích cái nhà đầu tư lướt sóng. Thậm chí mình cũng đã đi đã đồng hành cùng Vin, cũng biết một số dự án như Đông Hà Quảng Trị, Shophouse Đông Hà Quảng Trị, một số nhà đầu tư từ Hà Nội vào thì chủ đầu tư có những cái chính sách để làm sao mà không để làm hỏng thị trường, và vì một số đông, tức là tạo một cái big win win cho chủ đầu tư này, nhà đầu tư này, sàn này, môi giới cái dài hạn. Thì chúng ta đâu đó là chúng ta cũng sẽ thấy là từ Grand Park để Ocean Park hay gì đấy thì từ kết nối giao thông vận tải và cái đô thị của chúng ta, cái chất lượng xây dựng, cái thương hiệu khẳng định trên cái vị thế này trong nước, của thương hiệu quốc tế, tức là cái thương hiệu quốc gia và đẳng cấp quốc tế, người ta bắt tay với những ông lớn. Thế thì chúng ta sẽ thấy là ví dụ như cái phân khu sao biển này, ở đây chúng có 8 phân khu đúng không, chúng ta sẽ nhìn thấy những cái góc phố này tái hiện, và chúng ta sẽ đây chúng ta đang được nhìn bằng từ bản vẽ, nhưng mà với Vin thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là luôn làm tốt hơn kỳ vọng. Và chúng ta thấy một cái khái niệm là nền kinh tế đêm và cái tăng trưởng du lịch. Thế thì bạn sẽ thấy là gì, cái kinh tế đêm này mang nhiều lợi nền kinh tế cho cái khu vực. Chẳng hạn nếu tiên phong thì là anh Trung trước đây chủ tịch thành phố Hà Nội, anh cũng cho mở cái kinh tế đêm cái bờ hồ ấy, để được giao thương đến tầm 3 giờ đêm đấy, các nhà hàng quán các thứ, thì chúng ta thấy một bứt phá mạnh mẽ đúng không. Tuấn Hưng hát ở nhà Tuấn Hưng đấy là cũng cả bên một dãy phố là đứng lên, thế là kéo theo những tiêu dùng, thì chúng ta sẽ thấy là đặc biệt là khách du lịch, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái mạnh của kinh tế đêm này, ngành du lịch phát triển mạnh mẽ này, tăng trưởng nguồn thu và kinh tế.
tạo nên cảm giác gắn kết và gần gũi. Đâu đó các bạn sẽ khi có những cái khách ở nước ngoài ấy, thì thật sự là họ thích cái những cái dòng tiền, đồng tiền nó được vận chuyển 24 trên 24. Cứ đâu đó là cứ đến độ khoảng 8 giờ đến mười mấy giờ mới ra được ngân hàng rút, thì cái ATM thì rút cả đêm, và coi app chuyển bất kỳ như nào. Và vừa rồi chúng ta cũng thấy là mua nhà của Vin Ocean Park 2 này bán từ 8 giờ tối, 10 giờ tối đến 4 giờ sáng đấy, đúng không? Chuyển cọc lốc căn 15 phút. Ok, cái sự luân chuyển nó như này. Hai là an ninh an toàn, thì với khu đô thị của Vin thì nó bảo vệ được rất là nhiều lớp, và cái câu chuyện này nó cũng rất là tuyệt vời, đúng không? Tạo thêm nhiều việc làm cho nền kinh tế. Rõ ràng là chúng ta cũng sẽ thấy là thống kê, mình nói đơn cử nhé, là ở tại Ocean Park ấy, có những cái mà các bạn sẽ không thể ngờ, những dịch vụ ấy, coi như là có 3 quán spa cho chó, cho cái thú cưng ấy. Đấy, phở thì rất là nhiều, cà phê thì hiện tại có những cái tòa nhà dưới chân đế 2 3 quán đấy. Thế thì chúng ta sẽ thấy là cái đấy tạo ra một cái, hoặc có những quán là họ bán ban ngày, quán bán ban đêm đấy. Và ở đây có những câu chuyện mà gần như là tiếc đứt ruột về câu chuyện về giá đấy, từ từ chỗ này nó tăng x2 x3 lần, đúng không? Thế và rất là nhiều cái các bạn đã sang, ví dụ như là mình nói đơn cử như là cái kể cả như cái môi giới bất động sản thế thôi, bạn sẽ thấy là tạo công ăn việc làm rất là nhiều. Đâu đó kích hoạt Ocean Park 2 tầm 5.000 sale cơ, đúng không? Các ngành kinh tế được hưởng lợi, và bạn sẽ thấy là những cái thật ra đến đến như mình là chỗ mình ở Ocean Park 1, thậm chí những cái xã thôi, họ đánh giá cái thu thuế môn bài này này của các cái quán mở tác chân đế này, họ thống kê lên, họ đã tạo ra một nguồn thu cố định mà trước đây ngân sách chưa bao giờ nghĩ tới. Và kể cả là như như Hoàn Kiếm cũng vậy thôi, khi cái nền kinh tế đêm được mở cửa thì cũng đã thống kê lên con số rất là tuyệt vời. Các ngành nghề được hưởng lợi. Đâu đó là du lịch, truyền thống, rồi ăn uống, dịch vụ, đủ thứ, đúng không? Chúng ta sẽ thấy một cái nền kinh tế này. Thế thì nhưng mà vấn đề là cũng vẫn phải tạo ra những cái giá trị nhất định để mà người ta ở thật, chứ không phải mời các bác lướt sóng thì các bác đã ngấm rồi. Hay là đâu đó thì vẫn thấy rằng là chúng ta cần một cái tầm nhìn dài hạn, và giữa một cái bối cảnh kinh tế này thì chúng ta cái target, cái mục tiêu của chúng ta nó thấp hơn, chứ không phải là đi cái cao vọng kỳ vọng là 1 năm 2 năm x2 x3 là các bạn đã phải thấp đi rồi, và thậm chí đã phải đến 3 năm, mình nghĩ là như vậy. Và cái điều nữa là câu chuyện nó cũng vẫn là gắn kết. Đâu đó thì cái sự phát triển các nhà đầu tư F0, nếu các bạn không am hiểu thị trường, các bạn sẽ thấy là cái chính sách bán hàng lần đầu tiên của Vin Ocean Park 2 này, kinh khủng không? Ra tốc độ cực kỳ nhanh, cấp tốc độ nhanh nhanh thì bắt đầu là kéo theo những cái thứ mà tư duy phải nhanh, tư duy mà nhanh tư duy lại đi theo tư duy lướt sóng, thế là các bạn bị hỏng. Thế thì đâu đó thì chúng ta sẽ bám qua các cái thông tin tổng thể, và chúng ta mình với quan điểm của mình thì các bạn thời điểm và các cái yếu tố đưa ra, thì mình thấy là cái cơ hội đầu tư đến với dự án của Vin nói chung và bất động nói riêng và bất động sản nói chung là một cơ hội và tiềm năng rất là lớn, vì các cái biến kinh tế và kinh tế chính trị tại Việt Nam với tầm thế giới nữa. Thế thì ở dự án của Ocean Park 2 mình nhận được rất là nhiều cái inbox là xem là giữa các diễn biến thị trường như thế, anti-fan phân tích ra sao, sóng sánh như thế nào. Nhưng mà với mình thì update những kiến thức, và với trên cơ sở là mình cũng đã gắn bó với Vin rất là lâu rồi, thì mình thấy rằng là cái thời điểm và cái tiềm năng, sáng nay cũng đi như kiểu lên chỗ An Mách ấy, mình thấy là có những cái chủ đầu tư dự án ở trong Sài Gòn ra chỗ Grand Park cũng thuyết trình, nhưng mà mình thấy là những điều tuyệt vời, mà thấy tiếc rằng là tại sao từ cái thời mình cũng có những nhà đầu tư gặt hái được những thành quả tại 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 Riverside và đến Harmony. Thế thì đấy, đến bây giờ thì cũng vậy thôi, mỗi một cái cảm xúc mà em lại vừa rồi cũng thế, cũng nhóm khách hàng nhà mình thì mình cũng không, thật ra trả cọc của mình cũng có rơi vào 6 7 trường hợp. Thế nhưng mà đâu đó thì cái lượng nhà đầu tư đến với nhau thì đều đệ đã và đều đang đạt được những kết quả nhất định. Còn đâu đó thì mình cũng gặp được rất là nhiều những một số các bạn mà cũng đã
không đạt được cái kỳ vọng, và do cái lượng thông tin và các thứ bạn bắt tay môi giới, bắt tay với sàn nó cũng chưa chuẩn, thì cũng hỏi lại. Thì trên cơ sở đó thì mình cũng thấy rằng là cái vấn đề là chúng ta cần chia sẻ với nhau một cái tầm nhìn dài hạn và update với nhau những cái thông tin để làm sao chúng ta thấy rằng là đồng tiền kiếm được. Bây giờ thật ra mình gặp những người mà có 2, 3, 3 tỷ, hoặc có những người là 4, 50 tỷ thì đã là điều tuyệt vời nhất rồi, để mà học hỏi được nhiều. Cái câu chuyện cũng không được ngồi sâu xa với nhau, nhưng mà mình thấy đó là điều tuyệt vời nhất, và thấy tự hào là người Việt Nam mình là những người giàu cũng rất là có nhiều, thật sự nhiều. Thế và chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rằng là mọi sự thì nó cũng đi bằng cái tầm nhìn. Không nhiên đương nhiên mà cái nền kinh tế đêm hay được Ocean Park được đến ngày hôm nay, tất cả là một cái cộng đồng mà chúng ta đều gọi là fan, là gắn bó với tham, với một tình yêu. Với một cái bạn đeo một viên kim cương, một chiếc đồng hồ ấy, thì bạn cũng đều muốn là cái gì đó, một thương hiệu và cái giá trị nó nâng lên đấy. Thì đó là những điều, qua đó thì mình cũng làm cái video này. Mình nghĩ rằng là cơ hội với Ocean Park 2 còn nhiều, cơ hội với bất động sản Vinhome cũng còn rất là nhiều, Bắc Trung Nam. Chúng ta hãy cùng nhau bắt tay, cùng nhau chia sẻ những giá trị và chia sẻ những cơ hội. Các bạn có thể kết bạn với mình qua số Zalo 090 115 6886. Chúng ta cùng chia sẻ cơ hội. Mình cũng luôn up và những muốn cái thông tin gì đó nó real time, nó thời gian thực, để chúng ta kể cả là có cái sự kiện mở bán hay là có gì về giá thì mình cũng đã là luôn luôn đồng hành cùng thị trường. Thậm chí những căn nào mà hôm nay giao dịch với ấy thì chắc chắn là cũng sàn Vietalia mình cũng có những thông tin mà nó chuẩn tắc nhất đối với chủ đầu tư, và từ chủ đầu tư và đến mình, và làm đương nhiên là cái thượng tôn pháp luật đối với Vietalia, hoặc kể cả cạnh tranh về giá hoặc các cách thức phục vụ. Thì mình nghĩ cũng đã và đang, mình nghĩ tự hào đem những thông tin hữu ích cho các bạn, cho các nhà đầu tư. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.